Thành viên mới chiến thắng 20 ngày bơi đợt các bạn. Vâng, xin kính chào các bạn, chào mừng quý vị anh chị và các bạn đến với kênh Tùng TV. Lời đầu tiên thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay nhé. Chia sẻ với các bạn hôm nay là chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020 các bạn. Đó thì tiếp tục cái công việc hàng ngày của mình đó là cách ly và không đi mua được. Đó thì sáng hôm nay theo như yêu cầu của các bạn á, là nói làm cái video về bò sinh sáng, nhưng mà chia sẻ với các bạn nó sinh rồi mà đêm hôm tối thui, sinh hồi 8 giờ đêm á các bạn, nhưng mà tối quá quay không được. Với lại một phần nữa là luật YouTube là họ không cho quay cánh méo me, nói chung là cánh nhạy cảm đó, thì mình cũng không quay luôn đó. Thì sáng hôm nay mình quay thực tế cái con bê này cho các bạn xem. Và công việc sáng hôm nay là mình đi về quê chứa giao mấy cái máy bơm có và về quê, nói chung là rắn rối nên là đi về quê cách ly mấy ngày rồi quay cuộc sống cho các bạn xem theo dõi đó. Và có thể là mình cái chuyến đi mình nó mất vài ngày đó, thì bò bê rồi sinh sáng xem rồi, thì nói chung là bây giờ chỉ có đi và quay để cho các bạn theo dõi tham khảo thôi. Thì chia sẻ với các bạn là theo như mình đã chia sẻ trước đây á, là những cái con bò mà nó sinh muộn á, thường thường mình nói những cái con bò sinh muộn á, thường là nó sinh bê đực. Một phần nữa là những cái con cáp lai nặng và gọi là to bò lớn á, là nó sẽ có xu hướng là sinh muộn. Các bạn cứ theo dõi con bò nói 9 tháng 10 ngày, 9 tháng 15 ngày, chia sẻ với các bạn con này đúng 9 tháng 20 ngày là sinh này các bạn. Đó. Thì con bê của nó là bê đực mà sinh ra thì nó cao bằng cái con bê sinh cách đời mười mấy ngày rồi các bạn. Đó. Chia sẻ với các bạn là nó như vậy, do là cái con Drumaster của mình kia là do con mẹ nó nhỏ quá, mình phối vậy nha, phối thì phối như thế chứ còn thật sự ra là nó con mẹ nó quá là xỉn nên là sinh con bê là cũng không được to đó. Thì nội dung video của mình như thế nào thì các bạn cùng theo dõi hết nội dung video để biết, và đồng thời like và đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ một video nào của mình hết. Còn cái chuyến hành trình của mình từ đây về quê và biết được những gì thì mình chia sẻ hết trong video này luôn. Rồi bắt đầu nhé các bạn. Thì đây các bạn, quay cận cảnh cho các bạn xem. Đó, thì cái con bê này là con bê mình phối các bạn, chứ không phải là bê nhảy đâu. Bê phối giống Ratman luôn, mẹ Ratman mình muốn phối kiếm con bê đực cho nó thuần luôn. Đó, thì con này mình gọi phối Ratman Mỹ. Con nghĩ. Đó, thì cái con bê mà giống Drumaster mình phối con mẹ xí này á, là nó đi này cũng gần giáp tháng rồi các bạn. Đó, mà con bê mới sinh ra nó bằng đó, hai con các bạn thấy nó tương đồng với nhau. Thì những cái con cấp lai nặng và cái con bê nó lớn á, và bê đực thì có xu hướng sinh muộn. Đó, đêm hôm giờ sinh ra cứ con bê bắt nó cảm miết các bạn. Bớ mình thiệt đấy chứ. Nó vừa tầm đó, chuẩn bị cảm nữa này. Để mình quay cho các bạn xem chuẩn bị cảm nữa này. À, đứng hừ hừ đó là cảm á. Đây biết mà. Đó, thì sơ sơ như vậy rồi, xem ngã rồi.
Rồi thì nói chung là bò bê sinh sản xem mẹ tròn con vuông đó thì cũng vui vì là nói chung là bê sinh ra bê đực trúng ý của mình đó. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu cuộc hành trình về quê và quay vlog cuộc sống cho các bạn xem, với lại giao mấy cái máy bơm cỏ về dưới tiệm đường xe đó. Thì các bạn đặt rất là nhiều nhưng mà những nơi nào mình đi tới và tiệm đường xe thì mình mới bóc được. Ở dưới Bình Định á, thì đặt là 4 cái nhưng mà mình chỉ có chở được 2 cái trong buổi sáng hôm nay thôi, vì là tiện đường còn 2 cái nữa nó trật ở dưới cầu Bờ Di á, nên là đi không được đó. Thì các bạn cùng theo dõi nội dung video của mình nhé. Rồi các bạn thì mình ra tới đại lý rồi, sáng nay mình mua đáng lẽ là mua 4 cái nhưng mà nó không tiện đường, lấy 2 cái cho ông anh ở Bình Tân với lại ngay chỗ nhà Mỹ Đường đó, còn 2 cái ở Nhân Phúc với lại khu công nghiệp Nhân Hòa, thì để dịp nào tiện đường thì mình mới lấy được. Bữa hôm qua chị gói 2 lưỡi dao đi Lâm Đồng với em chưa? Chiều nay mới gói, sáng nay mới gói. Lấy cho 2 cái máy inox với lại 2 dao dao công ty nha. Rồi đây các bạn, đó, 2 bộ. Rồi các bạn, sáng nay mình đi một mình, đó, thì nhờ đại chủ đại lý bưng máy luôn. Đó, mình quay quay video giống không có bưng. Đó, gác gác thẳng lên xì, gác xe thẳng xì đấy, chút mà gắn bên cái để lái xích quấn lại cho nó dễ. Quấn cùm rồi đấy. Đó. Bò bê thì nay dịch đồ ế quá thì giờ cứ phân phối mấy bèm có kiếm hoa hồng của đại lý ăn mắm đỡ. Nè dịch không biết ở nhà như là nhà phân phối mấy kiếm tiền ăn mắm đỡ chứ không đói không à. Rồi đó, ai có nhu cầu thì liên hệ tiện đường thì mình chơi giúp, còn còn nếu mà xa đường thì mình gửi bưu điện. Gửi bưu điện thì phải tốn chi phí ship đó, tùy xa gần nó rơi vào tầm khoảng cỡ 200 đến 300 rưỡi nghìn đó, xa nhất là 350, còn gần gần 200 đó. Rồi giờ mình lên đường về Bình Định. Rồi đây các bạn, đó ông anh ông tuôn bộ cái máy này, ông quất luôn một cái xe kéo ra ngõ hỉ hộm không. Cũng nặng, cũng khá là nặng do là motor nó lớn, chứ còn khung thì nó cũng bình thường. Vậy đâu phải giống như cái của anh bóng cùi đâu đấy, dao xì cua đấy, gọi đứt tay á, lột từ từ không. Thử đâu chưa, mấy em ra em chọn em thứ rồi bừa bán hết rồi mới. Dao này làm gì cui mà hôm trước làm móng sợ gãy rồi chứ này nó dập gì. Ở trong đó có lưỡi rồi, có rồi, ở trong đó có lưỡi rồi chứ. Ừ, trong đó lưỡi đồ xem hết rồi chứ. Anh mua mua xi cua đấy rồi xem lại lưỡi này nó có cùng rồi bỏ vô khói mấy công nữa. Dạ bảo hành động cơ 1 năm. Dạ máy xi có chị. Dạ hai xi có cho bò ăn á. Ở trong motor mà nó có trục trặc gì là em chạy xuống em đấu cái máu liền. Ui dù dạ, cái đó xét rồi muốn thôi chứ khỏi chơi. Cái này nó cũng inox luôn hả? Dạ cái này inox nè, cái đó inox, cái đó inox, nhưng mà cái miếng đó là bằng tôn mạ kẽm nè. Miếng này bằng tôn mạ kẽm nè. Đó, còn khung đó là bằng mạ kẽm hết. Dạ. Nhỏ. Nhỏ. Mấy triệu chín á chị. Ngày xưa làm mấy ngựa rưỡi, ngựa rưỡi rồi, bây giờ nó làm mà motor 2 ngựa. Đâu xem còn cái kia nữa về ngay chỗ Bình Thuận, xã Bình Thuận sáng nay đi cái dao 150 với cái máy 1.9 triệu là 2.50 triệu. Không bóp à, em chơi giùm mà cho chị cho. Mẫu mấy giờ em kiếm được có 50 ngàn mà bớt nữa xì cổ đây sẵn tiền tiền đường em
em chưa giùm mà chị chứ. Qua do thằng cuối đó, thằng bữa đó lên nó mua á. Dạ. Yeah. Thấy hiệu quả. Thấy cũng được được thôi. À. Nó to quá. Không cỡ mình vô. Thế là nói chung là xe máy chở được. Rồi vậy thôi em đi cái. Giờ cứ giữ số đó mấy mét mà nó có trục trặc gì gọi em. Mô tô mà cứ trục trặc như vậy là em đổ cái máu liền. Một năm. Rồi, đến Đà Lạt gọi là cái gì? Bình Thành ấy. Bình Tân. Bình Tân ấy. Này ngang. Sáng nay ôi ra đẹp nhiều lắm chứ mà chở hai cái. Cái nhà mày đường những cái đó do là tiện đường ấy. Còn ở dưới Nhân Phúc với lại trong kia thì thôi bó tay chỗ không được. Đó. Đó là ông anh thứ hai nhờ mua giùm đây. Dao. Mấy. Thế hai ngựa anh. Hai ngựa. Thầu thứ hết rồi mà. Dạ, okay, rồi. Giờ chớ với giá rầu sai. Một triệu chín với dao 150, 2 triệu 50 ngàn. Ừ. Nhà gần đây không? Là xét ra luôn anh. Em hay quay anh quay bò đấy. À. Tức em làm Bình Dương á. À. Cái này mình phải giờ. Tôi lại kêu không? Rồi, ok. Kêu đang chụp vàng không? Rồi rồi. Cảm ơn nha. Rồi rồi rồi. Để thao đi cái nha. Rồi có dịp nào em đấy. Rồi rồi. Tao nay lên kênh. Rồi các bạn, thì công việc sáng hôm nay là giao xem hai cái máy và bắt đầu cách ly 14 ngày và ngày hôm nay là ngày thứ 6 mình nghỉ không mua bán. Thì ngày hôm nay mình đi về quê và chia sẻ với các bạn là mình sẽ ở lại ở quê này trong vòng khoảng cỡ 2 đến 3 ngày để quay video vlog cuộc sống của mình và đi xem những con bò dưới quê và mua bán ở dưới quê Bình Định này thử nó như thế nào. Đó, thì các bạn cùng đón xem những video tiếp theo của mình trên kênh Bảo Tồn Vlog cũng như kênh Tồn TV này để biết những cái con bò mình mua trong cái mùa Covid này thử như thế nào nhé các bạn. Rồi bây giờ thì nói chung là công việc tiếp theo nó sẽ như thế và cái video này thì mình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye ạ.